chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải quyết một số câu trắc nghiệm về bài toán xác suất ở lớp 11. Và những bài toán như thế này hoàn toàn chúng ta có thể là sử dụng để chúng ta ôn tập vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì ở bài học hôm trước chúng ta đã giải quyết 9 bài tập. Thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các bài tập về nhà. Chúng ta vào câu số 10. Câu số 10 như sau. Đa giác lồi có 25 độ chéo. Hỏi đa giác có bao nhiêu cạnh? Thì ở bài học trước là một đa giác, chúng ta có n đỉnh hoặc là cho n cạnh. Thì số đường chéo là chúng ta có hai công thức. Một là chúng ta sử dụng công thức là C2n trừ n. Và hai, chúng ta sử dụng công thức n nhân cho n trừ 3 chia cho 2. Thì với n của mình là lớn hơn hoặc bằng 3 thì chúng ta có thể là áp dụng công thức này để chúng ta tính được cái số đường chéo. Như vậy chúng ta có được số đường chéo hoàn toàn chúng ta có thể tính ra được cái số cạnh. N đây chính là số cạnh. Số cạnh hoặc là cái số đỉnh. Thì từ đó chúng ta suy ra cái số đường chéo bằng công thức. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng một trong hai công thức này để chúng ta sử dụng. Ví dụ, bây giờ thầy có thể là sử dụng công thức số 2 chẳng hạn. Thì như vậy ở đây, n nhân cho n trừ 3 nó sẽ bằng, ở đây là 65 đường chéo, thì ở đây là 65 nhân cho 2. Thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng máy tính, chúng ta bấm ngay ra được. Chúng ta giải phương trình bậc 2, các hệ số là 1, trừ 3, và ở đây là trừ 2 nhân cho 65 và trừ 130, hoặc là chúng ta bấm luôn trừ 2 nhân 65. Chúng ta có được là số cạnh là bằng 13. Chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta giải quyết xong. Chúng ta qua câu 11. Gieo hai con xúc xắc cân đối với đồng chất, quan sát số chấm xuất hiện, tính xác suất để. Câu A. Tổng số chấm xuất hiện trên mặt hai con xúc xắc là bằng 6. Thì mỗi con xúc xắc nó sẽ có 6 mặt. Thì tổng số chấm xuất hiện bằng 6. Chúng ta giải quyết hai ý. Một là chúng ta giải quyết về không gian mẫu. Số phần tử không gian mẫu gieo hai con xúc xắc thì số phần tử không gian mẫu là bằng 6 nhân 6 là 36. Chúng ta gọi A là biến cố tổng số chấm xuất hiện là bằng 6. Như vậy là tổng bằng 6. Chúng ta bắt đầu liệt kê. Chúng ta một số bài toán thì chúng ta sẽ áp dụng cái kiến thức về quy tắc cộng quy tắc nhân cũng như là hóa học vị chỉnh hợp tổ hợp. Và một số bài đơn thuần chúng ta chỉ cái việc là liệt kê và chúng ta đếm. Ví dụ như bài này, chúng ta cách đơn giản là chúng ta có thể là liệt kê. Chúng ta có thể liệt kê như sau. Như vậy đầu tiên, chúng ta nên tìm ra hai số nào cộng lại bằng 6. Sau đó thì chúng ta mới xem thử là với hai số đó chúng ta có bao nhiêu cách để sắp xếp. Ví dụ, thầy sẽ chỉ liệt kê là số nhỏ đứng trước và số lớn đứng sau. Ví dụ như hai số là
một năm. Tiếp tục là 2, 4. Tiếp theo là 3, 3. Chúng ta không tiếp tục liệt kê 4, 2, vì khi nãy lúc đầu thầy có nói là chúng ta sẽ tìm ra hai số có tổng bằng 6. Với hai số đó chúng ta mới bắt đầu, chúng ta đếm và thử có bao nhiêu cách sắp. Thì để cho khỏi nhầm lẫn nên thầy sẽ chọn ra cái số nhỏ đứng trước và số lớn đứng sau. Thì chúng ta bắt đầu 1 năm, rõ ràng chúng ta có hai cách, một là 1 năm, năm 1 chúng ta có 2. Tiếp theo 2, 4, rõ ràng 2, 4, 4, 2 chúng ta cũng có 2. Và 3, 3 thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất. Như vậy suy ra cái số phần tử của biến cố A nó là 2 cộng 2 cộng 1 là 5, chia cho số phần tử của không gian mẫu là bằng 36. Thì ở đây chúng ta có ngay là 5 phần 30, 5 phần 36. Câu A đáp số 5 phần 30 16. Chúng ta tiếp tục qua câu B. Tổng số chấm xuất hiện nhỏ hơn 10. Tổng nhỏ hơn 10. Như vậy, nếu chúng ta liệt kê tổng nhỏ hơn 10 thì có phải là tổng là 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2. Thì như vậy chúng ta liệt kê khá nhiều trường hợp. Hoàn toàn chúng ta có thể là liệt kê được, nhưng mà chúng ta không nên làm như vậy, bởi vì chúng ta nếu làm trực tiếp thì nó có quá nhiều trường hợp. Thì khi đó chúng ta hay nghĩ đến chúng ta sẽ làm gián tiếp, có thể thông qua biến cố đối. Chúng ta suy ra biến cố đối. Ngược lại, tổng lớn hơn hoặc bằng 10. Như vậy tổng lớn hơn bằng 10. Mà tổng lớn hơn bằng 10 tức là tổng bằng 10, 11 và 12. Thì đầu tiên chúng ta xem thử tổng 10 á, là gồm các số nào. Thì chúng ta bắt đầu liệt kê như sau. Chúng ta cũng để nhỏ trước và lớn sau. Đương nhiên chúng ta phải xuất phát từ số 4. Như vậy chúng ta có 46. Chúng ta có 5 năm. Đó. Tiếp theo. Tổng là 11. Tổng 11 thì chúng ta có 5, 6. Tổng 12 chúng ta chỉ có 6, 6. Chúng ta bắt đầu, sau khi chúng ta tìm ra hai số có tổng 10, 11, 12, chúng ta bắt đầu xem thử là chúng ta có bao nhiêu khả năng. Thì 46 chúng ta có hai cách là 46, 64, 55 chúng ta có 1. Tổng là 11 chúng ta có 1. Chúng ta có 1. Tổng cộng chúng ta có ở đây là 2, 3, 4 và 5. Chúng ta xem thử chúng ta có còn sót trường hợp nào nữa hay không. Ở đây cái hai số 5, 6 chúng ta có 2, quý vị, 5, 6 hoặc là 6, 5. 6, 6 thì chỉ có một trường hợp là 6, 6 thôi. Như vậy là 2, 3 và 6. Thì suy ra xác suất của biến cố B nó là 1 trừ cho xác suất của biến cố đối. Chúng ta sử dụng 1 trừ. Ở đây xác suất của B ngang nó là 6 chia cho B6 là 1 phần 6. 1 trừ cho 1 phần 6 là 5 phần 6. Tổng số chấm xuất hiện ít nhất bằng 4.
chúng ta qua câu câu C. Tổng ít nhất bằng 4, tức là nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Mà lớn hơn bằng 4 thì có thể là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rõ ràng làm trực tiếp hoàn toàn được, nhưng mà nó sẽ chiếm chúng ta nhiều thời gian hơn. Thì chúng ta sử dụng biến cố đối như sau. Chúng ta suy ra biến cố đối là tổng nó sẽ bé hơn 4. Tổng bé hơn 4 tức là nó sẽ bé hơn hoặc bằng 3. Được chưa? Như vậy tổng lớn hơn bằng 4 thì chúng ta biến cố đối tức là tổng bé hơn 4, mà bé hơn 4 tức là bé hơn hoặc bằng 3, thì chỉ có hai khả năng thôi, là tổng là tổng 3 và tổng 2. Vì xuất sắc mỗi câu ít nhất đã nó đã là 1 thì tổng đương nhiên nhỏ nhất nó sẽ là 2. Thì với tổng 3 thì chúng ta có bao nhiêu khả năng? Thì chúng ta có hai số là 1 2. Tổng 2 thì chúng ta chỉ có 1 1. Với hai số khác nhau này chúng ta có hai trường hợp là 1 2 2 1. Với hai số giống nhau chúng ta chỉ có một trường hợp thôi. Như vậy suy ra cái xác suất của C ngang là 3 phần 36. Suy ra xác suất của C nó là 1 trừ cho 3 phần 36 là 33 phần 36. Xác suất của C ngang ở đây là 3 chia cho 36 là 1 phần 12. 1 trừ 1 phần 2 là bằng 11 phần 12. Câu D, tổng số chấm xuất hiện chia hết cho 3. Đầu tiên, chúng ta xem thử là hai số nào cộng lại nó sẽ chia hết cho 3, và sau đó chúng ta mới sắp xếp. Tổng chúng ta bắt đầu liệt kê. 1 thì chúng ta có là 1 2. Chúng ta có 1 1 5. Tiếp tục 2 thì chúng ta có 2 4. Tiếp theo 3 thì chúng ta có 3 3. Chúng ta có 3 6. Tiếp theo 4. 4 thì chúng ta có 4 5. 4 6 thì không được. Tiếp theo 5 thì hoàn toàn là 5 5 cũng không được, mà 5 6 cũng không được. Như vậy là 6, chúng ta có 6 6. Sau khi chúng ta tìm ra hai số có tổng chia hết cho 3 thì chúng ta mới xem thử là có bao nhiêu trường hợp tất cả. 1 2 chúng ta có 2, vì hai số này khác nhau. Chúng ta có 2, 2 4. Chúng ta có 2, 3 3. Giống nhau chúng ta có 1. 3 6 chúng ta có 2, 4 5 chúng ta có 2 và 6 6 đương nhiên chúng ta có 1. Chúng ta đếm 1 2 4 6 8 10 12. Chúng ta có 12 số có tổng chia hết cho 3.
thì chúng ta 12 chia cho 36, chúng ta được 1 phần 3. Thì các bạn có thể kiểm tra lại xem thử là chúng ta còn liệt kê sót số nào mà có tổng chia hết cho 3 hay không. Nếu không thì chúng ta tiếp tục câu số 12. Gieo 6 đồng xu, cân đối và đồng chất, tính xác suất để. Câu A, cả 6 đồng đều sắt. Thì đầu tiên chúng ta giải quyết về số phần tử của không nhân mẫu. Gieo 6 đồng xu, mỗi đồng có hai khả năng là sắt với nhựa. Như vậy số phần tử không nhân mẫu ở đây là 2 mũ 6. Chúng ta đi vào câu A. Tính xác suất để cả 6 đồng đều sắt. Như vậy cả 6 đồng đều sắt thì chúng ta chỉ có một khả năng duy nhất là 6 đồng nó phải sắt, thì đương nhiên xác suất của biến cố A nó phải là 1 chia cho 2 mũ 6. Thì xác suất mà 6 đồng sắt nó cũng giống như là xác suất 6 đồng nữa, chúng ta đều chỉ có một khả năng, như vậy là 1 chia cho 2 mũ 6. Câu B, số đồng sắt bằng số đồng ngửa. Chúng ta có 6 đồng, số sắt bằng số ngửa, tức là chúng ta sẽ có 3 sắt và 3 ngửa. Thì khi đó xác suất của biến cố B nó sẽ bằng, đương nhiên ở dưới mẫu nó là không nhân mẫu là 2 mũ 6. Chúng ta giải quyết thử có bao nhiêu khả năng cái số sắt nó bằng số ngửa. Chúng ta hình dung như sau. Sáu đồng nó cũng giống như là 6 vị trí A, B, C, D, E, F. Như vậy người ta yêu cầu là cái số sắt nó bằng số ngửa, thì chúng ta sẽ chọn ra 3 vị trí để chúng ta điền điền sắt. Sau đó các vị trí còn lại chúng ta chỉ có một cách duy nhất là chúng ta điền ngửa. Thì đầu tiên chúng ta có thể chọn ra 3 vị trí từ 6 vị trí để điền một chung một yếu tố, đó là sắt. Thì đây nó chính là khái niệm C36. Tiếp theo còn 3 vị trí thì chúng ta phải điền nó ngửa, thì ở đây chúng ta có thể sử dụng là C33, hoặc là chúng ta nói ngay chỉ còn một cách duy nhất là tất cả 3 vị trí còn lại nó phải là ngửa. Thì kết quả của chúng ta là C36 chia cho 2 mũ 6. Thì tùy bài toán, nếu bài toán người ta đưa ra các đáp án A, B, C, D dưới dạng như thế này thì đương nhiên chúng ta sẽ để yên. Nếu người ta đưa ra dưới dạng là số hoặc là phân số cụ thể thì chúng ta sẽ bấm, và chúng ta sẽ bấm thử xem thử là đáp số là bao nhiêu. Chia cho 2 mũ 6. À, như vậy số cũng khá là đẹp là 5 phần 16. Sáu là bằng 64. Như vậy ở trên đáp số là bằng 1 phần 64.
Có đúng hai đồng sắt thì tương tự. Thầy gọi C là biến cố có đúng hai đồng sắt. Có đúng hai đồng sắt, tức là chúng ta sẽ chọn ra hai vị trí từ 6 vị trí đó để chúng ta điền vào sắt, thì còn lại là 4 vị trí bắt buộc phải là ngửa. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất. Như vậy xác suất của biến cố C là C26 chia cho 2 mũ 6. Chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm. Mười lăm phần sáu tư. Tiếp tục câu D. Có ít nhất hai đồng sắt. Có ít nhất hai đồng sắt, tức là cái số sắt nó phải lớn hơn hoặc bằng hai. Lớn hơn bằng hai sắt, tức là hai sắt đến sáu sắt. Rõ ràng làm trực tiếp chúng ta phân ra khá nhiều trường hợp, thì khi đó chúng ta nên nghĩ đến biến cố đối. Thì nói về biến cố đối thì ở đây có bài là số 15 và bài số 16, đặc biệt là bài số 16. Khi đó chúng ta sử dụng biến cố đối, chúng ta để ý một tí xíu, còn không thì chúng ta sẽ rất dễ nhầm lẫn. Như vậy là nếu bạn nào được thì chúng ta sẽ làm nhanh câu 13, 14, 15. Và sau đó các bạn suy nghĩ câu 16 để chúng ta làm trước. Thì sau đó chúng ta so sánh với đáp số xem thử như thế nào. Chúng ta quay lại bài này. D ngang, tức là cái số sắt nó phải bé hơn 2. Mà bé hơn 2 thì có thể là một sắt hoặc là không sắt, một không. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta khi chúng ta định hướng như thế này rồi, và nếu chúng ta kiểm soát tốt thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng máy tính để chúng ta giải quyết luôn. Là gì? Là khi đó xác suất của biến cố D nó là 1 trừ cho xác suất của biến cố D ngang. Bây giờ xác suất của biến cố D ngang mẫu là 2 mũ 6. Bây giờ thử chúng ta xử lý như sau. Cái số 6 là 1 thì chúng ta sẽ chọn là một vị trí từ 6 vị trí để điền sắt, tức là C61 nó bằng 6. Thì còn lại 5 vị trí chỉ có thể là ngửa, thì nó còn lại là một cách. Qua trường hợp thứ hai chúng ta cộng tiếp. Không sắp, tức là toàn bộ là ngửa, thì toàn bộ là ngửa thì chỉ có một trường hợp duy nhất là cả 6 đồng ngửa. Như vậy chúng ta có ngay đáp số 57 phần 64. Ta giải quyết xong câu số 12. Thì có vấn đề gì mà còn trao đổi hoặc là góp ý thì các bạn có thể là bình luận ở bên dưới video. Chúng ta tiếp tục câu số 13. Từ các chữ số 1 đến 9, bạn nam lập thành một số bất kỳ có 5 chữ số đôi một khác nhau và tính xác suất để nam lập được số tự nhiên lớn hơn 50.000. Thì chúng ta hình dung số có 5 chữ số là A, B, C, D, E. Đầu tiên nó là không nhân mẫu. Không nhân mẫu nó chính là tất cả các số có 5 chữ số được thành lập từ từ 9 số này. Thì khi đó không nhân mẫu nó chính là A 59.
Tiếp theo thì xác suất để Nam lập được cái số tự nhiên có giá trị là lớn hơn 50.000 thì chúng ta xem thử. Muốn lớn hơn 50.000 thì A đây ít nhất nó phải bằng bằng 5. Như vậy A có thể là 5, 6, 7, 8 hoặc là 9. Thì A nó sẽ có 5 cách chọn. Thì sau khi chọn A, chúng ta còn 8 số mà điền vào 4 vị trí. Thì suy ra chúng ta có 5 nhân cho chúng ta còn 8 số, chúng ta điền vào 4 vị trí. Chúng ta chia số phần tử không nhân mẫu là xong. Và một số bài nếu chúng ta định hướng được thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng máy tính để chúng ta bấm ngay luôn và chúng ta không cần phải ghi rõ ra là không nhân mẫu bằng bao nhiêu. Không nhân mẫu là A59. Số tự nhiên lớn hơn 5.000 thì A đây ít nhất phải bằng 5. Thì chúng ta có 5 cách chọn. Sau khi chọn A, chúng ta còn 8 số điền vào 4 vị trí là A48. Chúng ta có ngay đáp số là bằng 5/9. Chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta tiếp tục câu số 14. Một đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh 12B và 2 học sinh 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ khai giảng. Tính xác suất để mỗi lớp đều có học sinh được chọn. Thì đầu tiên là số phần tử của không nhân mẫu. Tổng cộng chúng ta có 9 học sinh. Chúng ta chọn ra 5 học sinh từ 9 học sinh. Suy ra cái số phần tử của không nhân mẫu là C59. Vì ở đây chúng ta không có phân biệt là vai trò của mỗi học sinh. Ví dụ như chọn 5 học sinh, chúng ta cần chọn ra một học sinh để làm cái cây, một học sinh để làm cục đá thì nó khác. Cái này chúng ta chỉ nói chung là chúng ta sẽ chọn ra 5 học sinh từ 9 học sinh để cùng tham gia biểu diễn văn nghệ thì là C59. Tiếp theo, nếu chúng ta chỉ cần chọn ra 3 học sinh, mỗi lớp đều có học sinh được chọn, tức là một lớp 12A, một 12B và 1 12C. Hoặc là nếu ở đây chúng ta chỉ cần chọn ra 4 học sinh thì rõ ràng là chúng ta sẽ phân ra các trường hợp là gì? 2 học sinh A, 1B, 1C, 2 học sinh B, 1A, 1C, hoặc là 2 học sinh C, 1A, 1B. Nhưng ở đây là 5 thì chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta xem thử là chúng ta chia ra các trường hợp như thế nào. Thì nếu chúng ta trả lời được câu hỏi đó, chúng ta phân chia ra các trường hợp thì khi đó chúng ta sẽ giải quyết được câu số 14. Chúng ta tiếp tục qua câu số 15. Bạn Nam lập một số ngẫu nhiên có 5 chữ số đua một khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Tính xác suất để số của Nam lập được có 2 chữ số 2, 3 không đứng cạnh nhau. Ở đây chúng ta có 5 chữ số 1 đến 5 và chúng ta thành lập được các số có 5 chữ số. Như vậy rõ ràng nó phải xuất hiện 2, 3. Và trong cái việc xuất hiện 2, 3 đó, người ta yêu cầu là tính xác suất
để số nam lập được có hai chữ số 230 đứng cạnh nhau. Chúng ta giải quyết như sau. Số có 5 chữ số là A, B, C, D, E. Như vậy, yêu cầu là hai chữ số 2, 3 không đứng cạnh nhau. Nếu chúng ta làm trực tiếp hai số mà 2, 3 không đứng cạnh nhau thì chúng ta sẽ phân ra khá nhiều trường hợp. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ làm gián tiếp như sau. Chúng ta sẽ tính toán là các trường hợp 2, 3 đứng cạnh nhau, và khi 2, 3 đứng cạnh nhau thì chúng ta có thể xem nó như là một. Rồi A là biến cố là 2, 3 nó không đứng cạnh nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm số phần tử của biến cố A này. Chúng ta sẽ sử dụng ngược lại, tức là chúng ta sẽ đi tìm tất cả các số mà có 2, 3 đứng cạnh nhau. Sau đó chúng ta lấy cái tổng, chúng ta trừ cái số mà đứng cạnh nhau thì sẽ ra cái số là không đứng cạnh nhau. Chúng ta bắt đầu. Khi 2, 3 đứng cạnh nhau thì chúng ta gộp nó lại là 1. Thì đầu tiên chúng ta xem thử với hai số 2, 3 khi nó đứng cạnh nhau thì nó có hai khả năng để sắp xếp. Đó là 2, 3 hoặc là 3, 2. Sau khi nó đứng cạnh nhau rồi thì chúng ta xem thử là với hai thằng E, D, E như thế này thì chúng ta có thể để nó ở vị trí nào. Rõ ràng nó có thể ở vị trí sau, vị trí C, vị trí B hoặc là vị trí A. Như vậy tiếp theo chúng ta có 4 khả năng để cho 2, 3 nó chạy. Tiếp theo còn thiếu 3 vị trí mà chúng ta còn tới ba số, ba vị trí mà ba số thì ở đây là ba giao thừa. Ngoài ra chúng ta còn một cách hình dung khác là gì, là đầu tiên 2, 3 thì chúng ta có hai khả năng. Khi chúng ta xem nó là một thì thay vì 5 số chúng ta hình dung, chúng ta chỉ còn lại là 4 số là A, B, C và đây là một số. Thì bốn số này chúng ta có bốn giai thừa cách sắp xếp, thì là thật ra bốn nhân cho ba thừa, thật ra ở đây là bốn giai thừa. Nhưng vì sao thầy không làm điều đó? Vì qua bài khác, ví dụ như câu số 16 hoặc là khi người ta tăng cái số lên thì khi đó chúng ta không còn kiểu tư duy đó được nữa, nên thầy sẽ làm cái cách này. Bây giờ chúng ta lấy cái tổng, chúng ta trừ ra có 5 số từ 1 đến 5 và lập số có 5 chữ số thì đương nhiên số đó nó phải xuất hiện cả hai số 2 và 3. Thì ở đây tổng nó chính là 5 giai thừa. Xác suất là 5 giai thừa trừ đi 2 nhân 4 nhân 3 giai thừa. 5 số thì ở đây chúng ta có số phần tử của không nhân mẫu là 5 giai thừa. Hoàn toàn ở bài 15 này chúng ta có thể sử dụng cái biến cố đối là gì, là 1 trừ đi cái xác suất của A ngang bằng 3/5. Nhưng vì sao ở câu 15 này thầy lại không làm kiểu đó? Vì có lý do của nó. Thì khi đó chúng ta sử dụng qua câu số 16 thì chúng ta sẽ hiểu rõ vì sao là ở bài này thầy lại cố tình không sử dụng biến cố đối. Thì câu số 16 đề gần như là y chang, chỉ có một chút sự thay đổi là thay vì từ mỗi năm thì bây giờ là từ 1 đến 6 và thành lập số có 5 chữ số đôi một khác nhau. Thì câu 16 đương nhiên cái số phần tử không nhân mẫu không có gì để bàn cãi, nó là A56.
chọn 5 số từ 6 số và có sự sắp xếp. Và cái biến cố A là cái số tạo thành phải xuất hiện hai ba đồng thời hai ba không đứng cạnh nhau. Lưu ý khi chúng ta thành lập cái số có 5 chữ số được tạo thành từ 6 chữ số này thì rõ ràng ở đây nó có quyền xuất hiện cả 2, 3, cả 2, 3. Nó cũng có thể là chỉ có 2, không có 3, hoặc là chỉ có 3 và không có 2. Nhưng cái biến cố A nó yêu cầu là cái số tạo thành nó phải xuất hiện 2, 3, và 2, 3 nó không được đứng cạnh nhau. Thì nhìn nó như là chúng ta làm ở trên, chúng ta lấy A 5, 6, chúng ta trừ đi các trường hợp thì rõ ràng là chưa phải. Thì bây giờ là câu số 16 này thầy lại để dành cho các em suy nghĩ, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều bài tập xác suất khác, và thầy sẽ giải luôn câu số 16 này. Thì đáp án thầy cho ở đây là 2/5. Chúng ta làm và chúng ta so sánh xem thử. Thì chúc tất cả các bạn là vui và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.